Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay chú mình cưa cái cây tràm bông vàng to này nha các bạn. Cây này hoành gần 150 các bạn ơi. Thẳng. Ở trên này có cái ổ gì nữa nè các bạn. Đen xì chết nè. Cây này khá là nhánh nha các bạn. Nhánh rất là nhiều luôn. Cưa cái cây này là cái đường vô ông tà đen đó các bạn. Rồi, chúng mình liền cái con dây để leo lên đó các bạn ơi. Cái đường lộ này là cái đường lộ đan nha các bạn. Các bạn theo dõi chúng mình cưa cái cây này như thế nào nha. Các bạn mà thấy hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó cần cưa hạ thì hãy liên hệ với chú nha. Số điện thoại chú của em để dưới đường link mô tả video á các cô chú anh chị. Chú mình đang vũ cái cọng dây đang cho cái cục gạch nó xuống các bạn. Gạch nằm ở đây nè. Xuống ở đây chú ơi. Cục gạch đó các bạn. Rồi, chú mình mở cái bầu làm máy cưa ra nha các bạn. Máy cưa này là máy cưa G370 nha các bạn. Lưỡi cưa mới luôn các bạn ơi. Nước cái quơi. Dạ. Ở đây có ông chú ông chặt dừa ông mời uống luôn nè các bạn, dừa nhà nha các bạn. Trái dừa quá to luôn. Nè, trái dừa khủng lồ luôn các bạn. Cầm ra một tay gung luôn á. Uống này chắc giật giật môi nha, rung môi nè. Trái dừa đó các bạn. Cầm gung tay giờ uống rung môi. Dừa này 2 kg không chú? Không biết cái đâu. Không mà cũng khó. Quá nặng rồi. Chú chặt tròn trái nữa nè các bạn. Dạ con cảm ơn luôn. Rồi chú mình bắt đầu chuẩn bị để leo lên cây các bạn. Hạ cho ai? Hạ trên trường cấp 1 trên quý ban. Để với chị. Chúng mình đùa cái ổ đó xuống rồi. Ổ không biết ổ gì, ổ chuột quá. Lá không. Rồi, chúng mình kéo cái máy cưa lên nghe các bạn. Chú mình khởi động cho nó qua xăng hết các bạn. Gì vậy? Lên chảnh không chuyện cháy. Chỗ đó không rồi.
luôn rồi. Ca này căng nha các bạn, gió ngược nha các bạn. Quá tuyệt vời, quá khéo luôn các bạn ơi. Chú mình cắt nhanh to. Trên đó cột máy cưa thả xuống rồi các bạn. Cây nè các bạn, cây rất là to luôn, thẳng nữa. Rồi chú mình cột dây ở trên đó gạch cho nó ngã cặp theo cái mí lộ nha các bạn.
Tiếp tục chú mình cưa cây tràm bông vàng này nữa nha các bạn. Cây cũng khá là to luôn, nhánh khá là nhiều luôn nha các bạn. Rồi chú mình bắt đầu chuẩn bị để leo lên nha các bạn. Cái cây này nó dưới bực hẳm nè, sâu dưới. Chú leo lên các bạn. Rồi đã leo lên tới nhánh rồi các bạn ơi. Rồi chú bắt đầu kéo mấy cưa lên ạ. Để mình gum gần gần lại nha các bạn. Rụng cái xoài luôn. Chú mình cưa cái đọt luôn các bạn ơi. Ngã đó các bạn ơi, ngã. Bên này giờ là con trước giờ kia qua ngã đó bạn.
nó đem lần này để cho nó đúc vô gốc ấy. Thế cũng trong cái khả năng của mình quyển chuyển được. Rồi, chú mình cuột cái máy cưa thả xuống rồi cô ạ. Cái nhánh này đợi đặng mình vịn, có cái đà mình vịn. Ừ. Ra nếu cưa cột thì quay cưa được em không có chỗ vịn. Rồi. Rồi, chú mình leo xuống rồi các bạn. Chú mình chạy đi lấy cái ổ nãy giờ. Gọi chật chứ. Rồi chú mình giật máy xuống cưa gốc nha các bạn. Của cái đằng kia cũng được. Cuột vô cây á, nó có lực hơn. Cuột cái cây á. Rồi chú mình xuống dưới cưa đó các bạn ha. Lỡ đó nó vuột tay nó cũng không xuống dưới nổi. Bị cây sồi nó chịu lại rồi. Rồi. Được rồi. Yeah,
nó lên trên rồi nó chạy xuống các bạn, nó chạy cắm xuống dưới luôn. Cây rất là to luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình ở đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.